Chào mọi người, dù là thứ mấy trong tuần thì cửa hàng Spa Hành Tâm vẫn luôn nhộn nhịp nha. Thì hiện tại ở đây nha, có hai bạn khách đang đến đổi xe tại cửa hàng nha bạn. Thì bạn đổi một chiếc xa chia để đổi ếch mắt nha. Đây, bạn đang xem xe để định giá đổi xe cho bạn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ quay phía bên trong, quang cảnh bên trong cửa hàng nha. Hàng á, thì cũng có hai vị khách đang đến mua xe đạp điện nha. Này, chú dẫn con gái mình đến mua xe đạp điện và đang hoàn thành thủ tục. Bạn nhân viên thì bạn đang tư vấn về chế độ là bảo hành và trả bảo hành bên cửa hàng nha. Đây mình sẽ quay chiếc xe cho mọi người xem ha. Xe này mới vừa về cửa hàng luôn, là khách chốt luôn nha mọi người. SH125 CBS nha. Xe rất là đẹp luôn. Keng như xe mới nha mọi người. Bạn này sau khi xem xe xong, ở xe thì quyết định là chốt xe luôn nha. Bây giờ bạn đang đợi thủ tục thanh toán xe và xem lại sơn xe nha mọi người. Đây là chiếc xe mà của vị khách mình chốt nha mọi người. Thì anh chốt một con xe đạp điện Saihu nha. Rất là đẹp luôn. Hiện tại thì các bạn kỹ thuật đang hoàn thành lắp bình nè, gắn kiến cho xe nè. Thì khi mua mà xe đạp điện bên cái hàng Thành Tâm thì mọi người có yên tâm nha. Bảo hành đến 3 năm, bảo trì thì trọn đời cho mọi người luôn. Bên cạnh đó thì tại cửa hàng á cũng có hỗ trợ trả góp cho mọi người nữa. Cửa hàng đang hoàn thành khâu cuối cùng là cho sách kiểm tra xe và hướng dẫn cách sạc pin cho xe nha. Xe này rất là đẹp luôn. Ở đây cũng có hai bạn khách đang lựa cho mình xe Vario nha mọi người. Bạn đang hỏi về cái thủ tục lên hồ sơ bên cửa hàng ha. Thì bên cửa hàng á đang có liên kết với phía ngân hàng sắt ha. Lên hồ sơ được cho mình tối đa đến 50 triệu đồng ha. Thủ tục thì chỉ cần là căn cước công dân thôi, có đơn điện là lên hồ sơ được rồi, hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp nha. Thì bây giờ chị sẽ quay sơ cho mọi người xem về các dòng xe bên cửa hàng Hành Tâm ha. Ngoài các dòng như SH, Vario ra thì còn có dòng xe Taycan nè, như là Exciter nè. Đây, rất là nhiều xe. Thì mọi người có thích dòng xe nào có thể là comment bên dưới nè, hoặc là gọi điện trực tiếp với số điện thoại trên màn hình thì sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người nha.